khai trương trung tâm hướng nghiệp pháp ngữ CES Hà Nội đặt tại trường Đại học Hà Nội. Hôm nay chúng mình sẽ đi tìm hiểu rõ hơn về dự án này nhé. Thực ra trung tâm CES được thành lập xuất phát từ những ý tưởng trước đấy và những dự án trước đấy. Ví dụ như AOF, tức là tổ chức đào pháp ngữ, đã tài trợ khá là nhiều, sẽ có 69 trung tâm hướng nghiệp pháp ngữ được thành lập ở khắp các châu lục. Thì ở Việt Nam chúng ta là có hai trung tâm, một là đặt ở trường Đại học Hà Nội và thứ hai là đặt ở trong thành phố Hồ Chí Minh. Có một điểm rất là thú vị ở đây, có nghĩa là mặc dù có tên là trung tâm hướng nghiệp pháp ngữ nhưng mà trung tâm sẽ mở cánh cửa với tất cả sinh viên của các trường đại học, không chỉ là sinh viên nói tiếng Pháp. Mục tiêu quan trọng nhất của dự án này đó là kết nối giữa sinh viên và các nhà tuyển dụng để làm sao cho sinh viên có thể học được các kỹ năng, học được những kiến thức cần thiết để khi mà các em ra trường các em có thể tuyển dụng được ngay, và các nhà tuyển dụng sẽ tìm được những sinh viên đáp ứng được nhu cầu của mình. Đối tượng của trung tâm gồm có 3 đối tượng khác nhau. Đối tượng thứ nhất là sinh viên. Thì chúng ta cũng biết là các chương trình giảng dạy ở Việt Nam thì nhiều khi nó hơi hàn lâm, nó hơi lý thuyết. Khi sinh viên tham gia các cái hoạt động của trung tâm này thì sẽ học được những kỹ năng cần thiết, ví dụ kỹ năng mềm phục vụ cho công việc, hoặc là những cái kỹ năng để có thể viết CV để đi xin việc, kỹ năng viết đơn xin việc, hoặc kỹ năng tìm các thông tin để có thể đến gần hơn với các nhà tuyển dụng. Thông qua các cái chương trình training cụ thể, ví dụ chúng tôi sẽ mời những cái chuyên gia họ đến, họ tập huấn cho sinh viên cách để có thể xây dựng một cái dự án khởi nghiệp chẳng hạn như thế, hoặc là sinh viên cũng có thể được tham gia những cái buổi chia sẻ kinh nghiệm của các nhà tuyển dụng khác nhau trong các lĩnh vực khác nhau, ví dụ như là cho lĩnh vực tư nhân, cho lĩnh vực hành chính nhà nước, cho lĩnh vực quốc tế, hợp tác quốc tế, vân vân. Và qua đó thì sinh viên sẽ có thể là biết là mình phù hợp nhất với cái ngành nào và họ sẽ tự định hướng cho họ. Đối tượng thứ hai đấy, đấy là các nhà tuyển dụng. Thông qua những hoạt động như thế này thì họ có thể là hiểu biết rõ hơn về sinh viên, họ biết là năng lực của sinh viên như thế nào, sinh viên còn thiếu cái gì, và chính họ sẽ là người cung cấp cho sinh viên những cái mà sinh viên còn thiếu. Và qua các cái hoạt động đó thì các nhà tuyển dụng sẽ có thể là nhắm được một số sinh viên để họ có thể tuyển dụng ngay sau những cái chương trình như vậy. Và đối tượng thứ ba mà chúng tôi hướng tới đấy là học sinh trung học phổ thông, thì nhiều khi là không có phương hướng, có nghĩa là không biết là học xong trung học phổ thông thì sẽ đi học ngành gì. Thì thông qua những hoạt động của chúng tôi thì chúng tôi sẽ định hướng cho học sinh trung học phổ thông có thể biết là với những cái năng lực của mình, sở trường của mình, những cái cá tính của mình thì nên đi học những chương trình nào, nên đi học trường nào, nên đi học ngành nào. Đây là một trung tâm kiểu mới đối với chúng em, tại vì là trước giờ thì em ít khi thấy trung tâm hướng nghiệp nào cho tiếng Pháp ấy. Thì kiểu đây với em đây là lần đầu tiên em biết. Em hy vọng rằng là COF sẽ đem đến cho bọn em một cái kiểu hy vọng ấy ạ, và cơ hội để tìm kiếm việc làm, tại vì là về việc học tập ở trên trường thì các thầy cô đã làm rất tốt rồi ạ. Em nghĩ là trung tâm sẽ hỗ trợ bọn em những cái kiến thức sau khi bọn em ra trường để bọn em biết là bọn em nên tìm nghề thế nào, tìm những doanh nghiệp như thế nào thì sẽ phù hợp với bọn em ạ. Trung tâm hướng nghiệp pháp ngữ là hoàn toàn cần thiết. Đây là một sáng kiến tôi nghĩ rằng là hết sức phù hợp trong cái thời điểm hiện nay. Bởi vì sao? Bởi vì như người ta hay nói là l'union fait la force, đúng không? Khi mà chúng ta kết hợp với nhau thì chúng ta sẽ nhân được sức mạnh của mình, chứ không phải chỉ là cộng sức mạnh của mình. Đầu tiên là những người học, đúng không ạ? Những người học xong thì có thể có khả năng việc làm tốt hơn, doanh nghiệp có được nguồn nhân lực chất lượng cao. Có thể nói rằng là các doanh nghiệp bây giờ có thể dùng một hình ảnh là bạc đầu đi tìm cái người làm việc được. Thành ra là cái việc làm sao mà phối hợp bên đào tạo cũng như là bên sử dụng lao động thì nó sẽ nâng cao được cái khả năng mà gọi là insertion professional, cái việc gia nhập vào thế giới làm việc, việc làm của các bạn sinh viên, thì nó sẽ tiết kiệm được thời gian, năng lượng và nâng cao hiệu quả. Thì tôi nghĩ rằng tất cả nó phải xoay quanh một cái chữ giá trị, và tôi cho rằng là những người sáng lập ra trung tâm sáng hướng nghiệp pháp ngữ đã nghĩ đến điều này. Thì trong các buổi nói chuyện tôi cũng sẽ nói về cái câu chuyện là xã hội cần gì, tương lai cần gì, và các bạn cần phải chuẩn bị gì bây giờ và cho tương lai nữa. Học được cách thích nghi là các bạn học được cái khả năng tồn tại tốt nhất, và dù bất cứ làm việc gì chúng ta cũng đều có thể thành công được. Thì đấy chính là cái điều mà tôi muốn sẽ chia sẻ cùng với các bạn.